Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Hồn quy lai hề, lẽ nào tiền bối? Không đúng, sức mạnh trên người của Thạch Thiên Văn đang còn mạnh nền. Nhanh, ngăn hắn lại ngay. Nhanh, cùng nhau ra tay dẫn động cửu truyền thánh huyết diệt kiếm thế. Được, cửu truyền thánh huyết diệt thế kiếm. Tiền bối cẩn thận. Mấy trò con nít cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt của ta sao? Lát cho ta. Cái gì? Đây sao có thể chứ? Một chiêu đã phá được thuật hợp kích của chúng ta. Lẽ nào hắn đã? Ta đã thành thánh rồi. Trời ơi, Thạch tiền bối đã thành thánh rồi. Nếu như ta nhớ không nhầm, thánh nhân được ghi chép ở trên Đông Thắng Thần Châu cách đây 1.000 năm trước. Thánh nhân là chiến lược mạnh nhất bây giờ. Nếu Thạch tiền bối trở thành thánh nhân, vậy uy hiếp của ngoại giới, của cường giả ngoại châu cũng không còn tồn tại nữa rồi. Chết tiệt, Thạch Thiên Văn sao có thể trở thành thánh chứ? Lần này thì phiền phức rồi. Hắn vốn dĩ là thánh nhân, bây giờ chỉ là hồi phục thực lực mà thôi. Được rồi, đừng nói những thứ vô dụng này. Bây giờ nên làm thế nào? Các vị, Thạch Thiên Văn chẳng qua chỉ là vừa mới hồi phục đến thánh nhân mà thôi. Thực lực nhất định là vẫn chưa đến đỉnh phong. Chính người chúng ta hợp lực có thể đánh với hắn một trận. Hơn nữa nếu như bây giờ rút lui, vậy thì thành tích chiến đấu trước đó đều trở nên vô ích. Nói rất đúng, 9 đánh 1, ưu thế ở mình. Thánh nhân được sinh ra ở cái nơi hẻo lánh này, nhất định là không lợi hại đến đâu. Hôm nay nhất định là phải lấy được Đông Thắng Thần Châu. Tốt, vậy các vị hãy cùng ta thảo phạt Thạch Thiên Văn. Giết! Ê, Thạch Thiên Văn đâu rồi? Ngươi tìm Thạch tiền bối, vậy thì quay đầu lại là có thể nhìn thấy được rồi. Được rồi. Cái gì? Ta muốn mạng của người. Không hay, nhanh cứu ta. Lỗ. Một chiêu đã diệt rồi, đùa sao? Đây là một trong những người mạnh nhất ở trong chúng ta đấy. Nhất định là phải chạy trốn thôi, nếu không chúng ta đều sẽ chết. Ai cũng đừng hòng chạy trốn. Hôm nay các người đều phải chôn cùng với Tuyết Muội cho ta. Lỗ cho ta. Không. Cứu mạng. Ta không cam tâm. Đa tạ tiền bối đã ra tay tiêu diệt kẻ địch. Tất cả những người ở trên dưới của Đông Thắng Thần Châu nhất định sẽ nhớ đại ân đại đức này của tiền bối. Ta sinh ra ở Đông Thắng Tần Châu, đây là chuyện mà ta nên làm. Tiền bối muốn đi đâu vậy? Báo thù. Thế lực phía sau của 9 người này không nên tồn tại. Không hổ danh là thánh nhân, mạnh thật, tàn nhẫn thật. Diệp Vũ, ngươi không sao chứ? Sau khi Thạch tiền bối đi, trận pháp ở bên đó cũng đã tiêu tán đi rồi. Tuyết Ngôn tỷ yên tâm, ta không sao. May mà Thạch tiền bối kịp thời hồi phục, nếu không hậu quả không thể nào lường trước được. Lần sau không cho phép người lỗ mãng như vậy nữa. Không ngờ lão bà xuất hiện ở trong chân diễn giáo lại là người yêu của Thạch tiền bối. Đáng tiếc bà ấy tìm Thạch tiền bối nhiều năm như vậy, vừa gặp mặt thì đã. Tuyết Ngôn tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, trở thành cường giả tuyệt đỉnh, còn nợ hại hơn là cả tỷ. Tuyệt đối không đi vào vết xe đổ của Thạch tiền bối. Còn nợ hại hơn cả ta, cho dù là rất lâu. Vừa nãy nhìn thấy Thạch tiền bối, ta đột nhiên có cảm ngộ, có thể sắp đột phá rồi. Cái gì? Tuyết Ngôn tỷ? Tỷ đột phá không phải là thành thánh rồi sao? Không sai. Vì thế ngươi cũng phải cố lên.
Bây giờ ta mới là kim thân cảnh. Để ta tính, cách thánh nhân còn mấy đại cảnh giới nữa? 1, 2, 3. Bỏ đi, ta đột nhiên cảm thấy ôm chân lớn của Tuyết Ngôn tỷ cũng tốt đấy chứ. Một tháng sau, giao chỉ. Nghe nói Thạch Thiên Văn tiền bối đã đại sát tứ phương ở ngoại châu, khoảng thời gian này đã liên tục tiêu diệt bốn thế lực lớn. May mà có Thạch tiền bối, bây giờ thế lực ngoại vực xâm nhập vào Đông Thắng Tần Châu của chúng ta đã hoàn toàn bị dọa cho rút lui rồi. Giao trì của chúng ta vì vậy cũng đã xây dựng vững chắc hơn. Nói ra, tôn chủ đã bế quan hơn một tháng rồi, lúc nào mới xuất quan vậy? Ủa đây nè, là tôn chủ, cuối cùng thì cô ấy cũng đã xuất quan rồi. Tuyết Ngôn tỷ, tỷ đột phá thành công rồi sao? Thành công rồi, bây giờ ta đã là thánh nhân rồi. Tuyệt thật, Tuyết Ngôn tỷ đúng là lợi hại, sau này ta đã có chân lớn rồi. Diệp Vũ, ngươi làm cái gì vậy? Nhanh thả ta xuống ngay. Thật là ngại quá, nhất thời vui quá ấy mà. Diệp Vũ, lần này ta đột phá phải cảm ơn đệ đấy. Trước khi ta ở Ma Văn, đệ đã giúp ta truyền máu. Trong máu của đệ có sức mạnh kỳ dị, hơn nữa cơ hội sống sót vượt hơn người bình thường gấp triệu lần. Vì vậy ta mới có thể thuận lợi được. Máu của đệ lợi hại như vậy sao? Thế không phải là đệ đường đường? Thế không phải đệ là đường tăng hay sao? Sau này ai muốn thành thánh đều uống máu của đệ rồi. Lẽ nào lời nguyền ở trong cấm địa không có tác dụng với mình cũng là vì như vậy? Đường tăng đó là ai? Không đúng Tuyết Ngôn tỷ, nếu như máu của đệ lợi hại như vậy, tại sao bây giờ đệ vẫn không thể nào đột phá được? Đệ sớm đã là kim thân cực cảnh rồi mà. Cái này ta cũng không biết. Ta biết. Thạch tiền bối, không phải ngài đang ở ngoại châu đại sát tứ phương hay sao? Sao lại quay về rồi? Cảm nhận thấy thánh nhân xuất thế, vì thế đã quay lại rồi. Không tệ, với thiên phú của người có hy vọng thành vương. Đa tạ tiền bối đã quá khen. Tiền bối, vừa nãy ngài nói không đột phá được là vì Diệp Vũ khá là đặc biệt, thể chất, pháp tướng, sức mạnh nơi nguyên của hắn, ngược lại bây giờ đã không còn thích hợp khôi phục lại ở Đông Thắng Thần Châu. Đi ngoại châu, ngược lại sẽ dễ dàng đột phá hơn. Đi ngoại châu, nhưng mà ta không biết làm thế nào để đi. Trả lại bức tranh này cho người, cầm lấy nó, đương nhiên có thể ra ngoài. Nhưng mà ta vừa mới ôm được chân lớn, vẫn chưa. Đại trượng phu năng bạt thiên hạ, rèn luyện bản thân có thể lớn mạnh. Chậm chạp lề mề thì ra cái gì nữa? Nhanh cút đi. Ơi, ta vẫn chưa chuẩn bị xong. Thạch tiền bối, Diệp Vũ đi ngoại châu sẽ không gặp phải chuyện gì chứ? Yên tâm đi, tên nhóc này xảo quyệt, cộng thêm lại có nhiều thủ đoạn, chỉ cần hắn không gây hại cho người khác là tốt lắm rồi. Diệp Vũ, ngươi đừng khiến ta phải thất vọng đấy. Bắc Cương Băng Châu, Phủ Bình Thành. Không nói một lời thì ném mình ra ngoài. Ơi, không dễ gì mới ôm được chân lớn, vẫn còn chưa kịp khoe khoang. Huynh đài, ta thấy ấn đường của ngươi màu đen, đại họa sắp tới rồi. Hả? Đại họa ta sắp tới sao? Không sai, tại hạ chính là truyền nhân đời 9 năm của Thông Thiên Huyền Cung. Người đời xương thân là thần toán. Thần toán tử, nếu như ngươi và ta đã gặp nhau ở đây, đó chính là duyên phận. Như vậy đi, ta chỉ cần ngươi cho ta 1.000 lượng. Ta sẽ tốn công được 100 năm để tính cho ngươi một quẻ, giúp ngươi giải quyết tai họa này. 1.000 lượng sao? Không có 1.000 lượng, vậy thì 500 lượng. 100 lượng có lẽ cũng có chứ. Nếu thật sự không có tiền, ngươi cho ta ăn nồi lẩu này là được. Dù sao thay ngươi tính quẻ thì rất là tốn công được đấy.
Ơi, nếu như ngươi xem bói lợi hại như vậy, thế ngươi có đoán được hôm nay ngươi có thể gặp tai họa liên quan đến máu hay không? Gặp tai họa liên quan đến máu? Không thể nào ta... Xem ra ngươi xem cũng không chuẩn rồi. Ngươi lại dám đánh ta? Ngươi có biết ta là ai không? Đến ngay cả cha của ta cũng chưa dám đánh ta đấy. Ta quản ngươi là ai, vừa mới đến đã chùi áo ta. Ta thấy là ngươi muốn bị ăn đòn rồi. Đại họa sắp đến có đúng hay không? 1.000 lượng bạc có đúng hay không? Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi đánh vài cái là được rồi. Ngươi còn đánh thì ta sẽ lật mặt đấy. Muốn ăn quỵt của ta đúng không? Ôi dồi, ngươi còn đánh sao? Đừng đánh nữa, ta sai rồi. Cái tên thiếu khoa tử giả vờ làm thầy bói cả ngày ở đây nửa ăn nửa uống, cuối cùng cũng bị người khác đánh cho một trận rồi. Ngươi đừng nói, tên khiếu khoa tử này chạy rất nhanh, mỗi lần sau khi gây chuyện đều không bắt được hắn. Vị tiểu ca này không đơn giản. Khiếu khoa tử này xui xẻo rồi. Chờ đã, ngươi mà còn đánh, ta thật sự là sẽ đánh lại đấy. Thực lực thật sự của ta rất đáng sợ đấy. Có tin một ngón tay của ta có thể nghiền nát ngươi hay không? Tên lừa đảo, ngươi bớt nắm mồm với ta ở đây đi. Ây ô, đáng ghét. Nếu như không phải là cha bắt mình ra ngoài rèn luyện, còn phong ấn thực lực của mình, sao mình có thể chịu khổ như vậy? Ủa không đúng, phong ấn trong cơ thể của mình lại biến mất rồi. Là chuyện lúc nào vậy? Mẹ nào nói tên tiểu tử này khi đánh mình trùng hợp đánh tan phong ấn trong cơ thể của mình luôn sao? Ơi, vận may của tiểu gia đúng là tốt thật, cuối cùng cũng không cần phải chịu ấm mức nữa. Ăn có miếng cơm cũng bị làm phiền, đúng là mệt mỏi. Vẫn nên sớm cố gắng đột phá quay về thôi. Ngươi đứng lại cho ta. Tiểu tử, ngươi cho rằng những lời ta nói vừa nãy là đùa thôi sao? Bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy thực lực thật sự của ta. Ơi, u là trời. Khiếu hoa tử kia sao đột nhiên lại trở nên mạnh như vậy? Khí thế này, ta chỉ nhìn thấy trên người của não tổ đạo trùng cảnh nhà ta mà thôi. Không ngờ thực lực thật sự của khiếu khoa tử lại đáng sợ như vậy. Vị tiểu ca kia e rằng là gặp khó khăn rồi. Thì ra ngươi là tu vi đạo trùng cảnh đỉnh phong sao? Không sai, bây giờ ngươi sợ rồi đúng không? Nhưng mà ta là một người nói lý lẽ, lẽ tình ngươi trùng hợp giúp ta giải phong ấn, ta cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi cúi đầu xin lỗi ta sẽ đại phát từ bi tha thứ cho ngươi. Cúi đầu xin lỗi sao? Ơi, ngươi chắc chứ? Đó là đương nhiên, ta là cường giả đạo trùng cảnh đỉnh phong đấy. Không giết ngươi, ngươi nên cảm ơn phần mộ tổ tiên của ngươi đi. Chỉ là cúi đầu. Ta cúi cái đầu nhà ngươi đấy. Đợt có chuyện gì vậy? Khiếu hoa tử vô cùng mạnh kia lại bị một cái tát của tiểu ca kia đánh bay ra ngoài ở. Đờ mờ, vị tiểu ca này đúng là người lợi hại thật sự. Sao ngươi có thể làm ta bị thương được chứ? Ta là đạo trùng cảnh đỉnh phong đấy. Rất đơn giản. Bởi vì ta là kim thân cảnh đỉnh phong. Cái gì, đây sao có thể chứ? Cúi đầu xin lỗi đúng không? Đạo trùng cảnh đỉnh phong lợi hại lắm sao? Đậu xanh, ta chỉ muốn ăn một bữa cơm sao lại khó khăn như vậy? Ta sai rồi, ta sai thật sự rồi. Xin đừng đánh nữa. Ta có biết ngươi mạnh như vậy đâu. Ơi, sao mà ta lại xui xẻo quá vậy trời? Bây giờ ngươi có phục chưa? Phục rồi, trước đây đều là lỗi của ta. Ta không nên ăn nói lung tung, đừng đánh nữa. Như vậy còn được. Ơi, dù sao ta cũng là thiếu gia của Tông gia, một trong 8 thế gia lớn của Phủ Thánh Bình Thành. Nếu như không phải là phụ thân sắp xếp ta ra ngoài rèn luyện, sao có thể ở đến mức thê thảm như vậy chứ? Thiếu gia của Tông gia, một trong 8 thế gia lớn của Phủ Bình Thành. Nghe có vẻ rất có thế lực. Lần đầu mình đến nơi này cũng không quen biết nhiều,
Nếu như có bọn côn đồ giúp đỡ, hành sự cũng sẽ tiện hơn rất nhiều. Thơm quá thơm quá. Thế nào, muốn ăn hay không? Muốn ăn. Thế thì qua đây ăn đi. Đây là thịt dê loại cao cấp đấy, thịt mềm hơn nữa còn rất ngon. Ta ăn. Không quan tâm nữa, cho dù có chết mình cũng muốn là một con quỷ no. Mẹ ơi, cuối cùng cũng đã được ăn thịt rồi, đúng là ngon thật. Ông chủ cho thêm vài đĩa thịt, lấy thêm mấy bình rượu loại mạnh nhất đây. Có liền. Sau một canh giờ. Diệp đại ca có biết khoảng thời gian này ta vất vả cỡ nào hay không? Ngày nào ăn cuống, ngày nào ăn uống cũng không no, buổi tối thì tìm một cái miếu cũ để ngủ. Còn bị con chó hoang bắt nạt, sao ta có thể chịu khổ lớn như vậy chứ? Người nói cha của ta sao lại tàn nhẫn như vậy? Bắt ta xung phá phong ấn ở trong cơ thể thì mới có thể quay về. Trước khi gặp người, một tháng là ta cũng chưa được ăn thịt rồi đấy. Đại ca, ngươi chính là đại ca ruột của ta. Tên này đúng là dễ đối phó thật. Mấy bình rượu đồ nhắm, cái gì cũng nói ra hết. Nhưng mà như vậy cũng dễ nói chuyện hơn. Được rồi, không phải bây giờ ngươi cũng xung phá phong ấn rồi sao? Ngươi có thể về nhà được rồi. Nhưng mà đó là do đại ca giúp đỡ ta mới có thể. Sao ngươi lại ngốc như vậy? Ngươi không nói, ta không nói thì ai mà biết được. Đại ca nói rất đúng. Vậy bây giờ ta sẽ về nhà, đại ca chúng ta đi thôi. Đầu xanh, ngươi chậm một chút. Phủ Bình Thành, Tông Gia. Tông Gia, thiếu gia của các ngươi đã quay về rồi đây. Mẹ nó, tên tiểu tử này, tuổi xúc sinh hay sao, lại kéo mình đi đường cả một đêm. Lát nữa nhất định là phải để cho hắn, cho 7-8 thị nữ, lại massage cho mình mới được. Ủa, có chuyện gì vậy trời? Cha. Cha sao vậy? Đây rốt cuộc là sao? Đông Nhất, sao con lại về rồi? Tông Thế Tần, gia chủ của Tông Gia, phong ấn ta đặt trong cơ thể của con. Dựa vào con không thể nào phá vỡ nó được. Con không thể phá vỡ. Cha, đây là có lý gì? Nghĩa nào cha căn bản không muốn con quay về hay sao? Không sai. Bởi vì cha của ngươi muốn bảo vệ tính mạng cho ngươi. Gia chủ của Mã Gia, Mã Hồng. Gia chủ của Từ Gia, Từ Thế Nhân. Chỉ là không ngờ ngươi lại chạy về đây. Như vậy cũng tốt, để ta bớt lãng phí thời gian đuổi theo ngươi. Mã Hồng, Từ Thế Nhân, hai người các ngươi lại dám làm cha ta bị thương. Nghĩa nào các ngươi muốn gây ra đại chiến thế gia hay sao? Đại chiến thế gia, tiểu tử, phản ứng của ngươi đúng là chậm thật. Ngươi cho rằng bây giờ chúng ta muốn làm cái gì? Một thằng nhóc đáng yêu như vậy, ta còn không nỡ giết chết ngươi ngay bây giờ. Cứu mạng, đừng giết ta. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Sau này Phủ Bình Thành sẽ không còn Tông Gia nữa. Ơi, ta không muốn chết. Tại sao lại như vậy? Ta chỉ mới ra ngoài một tháng, nhà đã mất rồi ư? Vì trong người của ngươi, vì trong ngươi mang theo ngọc bích mà thành tội. Ai bảo Tông Gia của ngươi có bảo vật như là huyền băng tuyết cúc cơ chứ? Lần này cổ giáo Bình Thành bảo thế gia của ta dâng lên, tài nguyên cần không ít đâu. Nhưng chỉ cần một cây huyền băng tuyết cúc thì đã đủ để lấy được tài nguyên của Từ Gia và Mã Gia chúng ta cần rồi. Thậm chí sau khi diệt toàn Tông Gia các người, hai nhà chúng ta còn có thể thu nhập được không ít tài nguyên. Chết tiệt, hai tên khốn kiếp các người. Đông Nhất, nhanh chạy đi, con không phải là đối thủ của bọn họ. Muốn đi sao, đừng mơ. Con nhanh đi đi, để cha đến chặn bọn họ. Ta sẽ liều với các người. Con mau đi đi, chỉ cần còn sống thì mới có thể báo thù. Cha yên tâm, con nhất định sẽ sống, cũng nhất định là báo thù cho mọi người.
Tiểu tử, ngươi muốn chạy đi đâu vậy? Không hay rồi, cút đi cho ta. Sắp chết đến nơi rồi mà còn vùng vẫy, hôm nay hai cha con các người ai cũng đừng hòng chạy thoát. Đồng Nhất, mau chạy đi. Yên tâm, ta sẽ tiễn hai cha con các người đi cùng nhau, để các người không còn cô đơn ở trên hoàng tuyển. Đồng Nhất,